Chúng ta đang có trên màn hình đội hình của đội U15 Sông Lam Nghệ An. Và bóng đã bắt đầu lăn. Trận bán kết 1 của giải U15 vô địch quốc gia Cúp Ace Cup chính thức bắt đầu. 4 giải gần nhất thì Sông Lam Nghệ An đều đang quang. Và có một lần họ thắng chính Việt Theo ở chung kết. Nguy hiểm, bóng trúng con dọc, đá bồi. Và khởi đầu như mơ cho Sông Lam Nghệ An. Bàn thắng mở điểm đã sớm đến với thầy trò luyện viên Ngô Quang Trường. Quả tạt rất dẻo từ Phúc Tá. Tình huống băng cắt đánh đầu tiên, bóng trúng vào cột dọc. Nhưng sau đó thì Võ Quang Bảo đã có mặt đúng lúc đúng chỗ. Cú đá thẳng. Và ra chân rất tốt. Phạt cho Viettel. Và phá bóng chưa thật tốt. Tuyến 2 Viettel có người chân trái. Vẫn còn thêm một cú sút. Bóng được đẩy sang cánh trái. Đây là Gia Hưng. Quả tạt rất dẻo của Gia Hưng đánh đầu. Một đều. Một đều cho Viettel. Cái chân trái của Gia Hưng quá ngoan. Và tình huống ra vào của thủ thành Trần Văn Đạt rõ ràng sẽ khiến cho anh phải nhận một vài điểm trừ. Pha ra vào không tốt. Sẽ tiếp tục là cái chân trái của Phúc Tá. Đánh đầu. Và lại là bàn thắng được ghi bằng đường hàng không. Thêm một lần nữa Sông Lam Nghệ An vượt lên. Có vẻ đó là bàn thắng của số 11 Hồ Hữu Nhật Sang. Không quá lâu sau khi Viettel gỡ hòa thì Sông Lam Nghệ An một lần nữa lấy lại lợi thế của mình. Đúng là Hồ Hữu Nhật Sang bật rất cao của cầu thủ cũng không phải là có thể hình nổi trội này. Hồng Kiên. Không, đó là Quang Đạt. Xoay người dứt điểm. Vẫn đang lộn xộn trong vòng cấm. Không thể có cú đá nào. Mất bóng nguy hiểm. Hồ Hữu Nhật Sang tranh cướp rất khôn ngoan. Một mình Nhật Sang cần thêm đồng đội. Phúc Tá đã phát góc. Đánh đầu rất nguy hiểm. Đây là pha phá bóng không tốt. Hoàng Việt, Hoàng Việt đã ngã và penalty. Chính xác. Một cú đá quá tin chân của Nguyễn Bá Hoàng Việt. Anh Đức. Một quả tạt rất dẻo. Đánh đầu. Đang quan sát ở phía trong. Hồng Kiên. Dốc bóng. Và xử lý rất tốt của thủ thành Văn Đạt. Người đá phạt cho Sông Lam Nghệ An tiếp tục là hậu vệ Phúc Tá. Hậu vệ cánh trái có cái chân chiếu rất ngoan. Thả bóng đẹp cơ. Và khi trận đấu chỉ còn khoảng 25 phút thì Sông Lam Nghệ An vượt lên. Cái chân trái của Phúc Tá vẫn là vũ khí quá lợi hại. Một tình huống thả bóng vào vùng không gian rất khó chịu với bất cứ hàng thủ nào. Hậu vệ thì ngại phá bóng, thủ môn thì ngại băng ra. Ngay lập tức ông Ngô Quang Trường đã có những lời nhắc nhở nghiêm khắc với các học trò. Còn trên sân thì Sông Lam Nghệ An vẫn đang rất bay. 4-2. 4-2 cho Sông Lam Nghệ An. Hai bàn thắng liên tiếp. Cánh cửa vào chung kết đã được mở toang. Và cú đúp của tiền vệ mang áo số 11 Hồ Hữu Nhật Sang. Pha solo tuyệt vời của Nhật Sang. Vượt qua 2 người. Vượt qua 3 người. Và trước hậu vệ thứ 4 thì vẫn kịp xoài người thực hiện cú dứt điểm. Bóng đi cực kỳ hiểm hóc. Hướng vào mép trong của cột dọc. Tiếp tục là cái chân trái của Phúc Tá. Đường bóng rất đẹp vào trong.
Vẫn là cao thủ Sông Lam Nghệ An. Lại là Hồ Hữu Nhật Sang. Hat-trick không? Cơ hội đối mặt thủ môn Viettel vỡ trận rồi. Tỷ số là 5-2 và đây có thể coi là lời khẳng định cho chiến thắng của Sông Lam Nghệ An. Sông Lam Nghệ An chơi quá thăng hoa. Còn đường chuyền hỏng này cho thấy tâm lý của cao thủ Viettel rõ ràng là đã quá xuống. Món quà của đội bạn được Lê Tấn Dũng. Thiếu chút nữa thì Nhật Sang đã có cơ hội kiếm một cú hat-trick. Cắt bóng tốt. Sông Lam Nghệ An đang đá rất bay. Chân trái. Đó là một động tác thừa của Văn Đức. Mọi thứ đã ngã ngũ và không cần phải có những pha tranh chấp như vậy. Và tiếng còi mãn cuộc đã được trọng tài cất lên. Chiến thắng với tỷ số 5-2, chiến thắng hoành tráng và đầy thuyết phục của Sông Lam Nghệ An. Thầy trò huấn luyện viên Ngô Quang Trường đã điền tên vào trận chung kết của giải U15 vô địch quốc gia.